Sân cỏ nhân tạo Voi Arena để tiếp tục đón xem trận đấu thứ hai thuộc vòng đấu thứ ba trong khuôn khổ giải bóng đá Voi Arena Cup lần thứ nhất năm 2023. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai bóng Bốn Phương và các cầu thủ dưỡng sinh. Ở trong trận đấu này thì chúng ta lại tiếp tục được đồng hành cùng hai vị trọng tài, đó là Ngọc Tâm và Tiến Khang. Ở trong trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ Bốn Phương họ là những người đang thi đấu ở phần sân bên phía tay phải theo hướng theo dõi của quý vị và các bạn, và họ ra quân với bộ trang phục áo đỏ quân đỏ. Trong khi đó thì đội bóng dưỡng sinh họ sẽ ra sân với bộ trang phục áo xanh quân xanh. Và như vậy thì hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trần Hoàng đã tung một rất nguy hiểm, đó là pha dứt điểm của cầu thủ Thiện Thiện. Như vậy thì đã có bàn thắng dành cho các thủ Bốn Phương. Bàn thắng đến từ rất sớm. Người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 11. Vừa rồi thì các cầu thủ dưỡng sinh đã có cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Đức Quang. Và thủ môn Đức Quang đang bị đau. Vậy đó có pha dứt điểm nguy hiểm, đó là cầu thủ Tiến Hải. Và người... Duy Hổ dứt điểm không vào. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Văn Toàn. Không kịp rồi. Dứt điểm rất căng. Đó là pha dứt điểm của Minh Thu dành cho các thủ Bốn Phương. Ngay sau đó thì pha vặn bài tốt đến từ Ngọc Doanh. Dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Một Đức Quang đã phải trở tay. Cơ hội dành cho các thủ Bốn Phương. Minh Tôn được chuyền hay, rất bình tĩnh, rất đẹp, không vào. Vệ Văn Quang dứt điểm rất căng. Và dứt điểm của Minh Tôn. Đăng Hải dứt điểm xa rất nguy hiểm. Tiếp tục là tình huống dứt điểm từ xa nữa của các cầu thủ dưỡng sinh. Thành Tiệp dứt điểm từ xa, không phải là một đường truyền xuống phía cột hai. Đường truyền không thể tới được vị trí của Minh Tùn. Minh Tùn dứt điểm không vào. Thiện Thiện dứt điểm rất căng. Đánh đâu không vào. Không được. Ngọc Doanh quyết định dứt điểm từ xa của Ngọc Doanh. Ngọc Doanh đường truyền rất thoáng. Đánh đâu không vào. Đúng là vừa rồi thì chỉ có may mắn mới có thể cứu thua cho các cầu thủ dưỡng sinh. Bàn thắng thứ hai của cầu thủ Bốn Phương. Bàn thắng đến rất dễ dàng đối với Thiện Thiện.
Tô Bốn Phương. Đường chuyền rất hay. Thiện Thiện. Gôi không vào. Đánh đâu, nguy hiểm. Đó lại pha đánh đầu của Thanh Tiệp. Họ đã áp sát rất nhanh. Minh Tuấn. Đường chuyền đấy, Thiện Thiện. Còn đó là bóng vừa hướng tới vị trí của Thành An. Thành An. Vậy thì vừa rồi thì đã có lỗi đá biên của Đăng Hải. Quả người rất khéo. Không phải là một đứa căng ngang. Và đúng lúc này thì trọng tài tiến thẳng đã đổi còi khép lại hiệp 1 của trận đấu giữa hai bóng Dưỡng Sinh và... Xin mời quý vị và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến ở trong hiệp thứ 2 cuộc đối đầu giữa hai bóng Bốn Phương và Dưỡng Sinh. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ Bốn Phương đang tạm thời dẫn trước đội bóng Dưỡng Sinh với tỷ số là 2-0 cho Thành Nam. Pha treo bóng khá nguy hiểm, đánh đâu. Gôi dứt điểm. Pha chạy cắt mặt và dứt điểm của Tuấn Hiệp. Cầu thủ mới được tung vào sân ở những phút đầu của hiệp 2 này. Bàn thắng thứ 3 cho các cầu thủ Bốn Phương. Đăng Hải. Tuấn Hiệp. Có bàn trống điểm không vào. Và dứt điểm rất căng của Tuấn Hiệp và nó tạo ra sự nguy hiểm khi mà bóng chỉ trách cột dọc khung thành của thủ môn Văn Toàn trong gang tấc mà... Trung Kiên. Rất hay. Dứt điểm không vào. Cơ lại đến với Tuấn Hiệp. Trung Kiên. Rất hay. Dứt điểm không vào. Pha xử lý hơi chậm vừa rồi là của Cường Chắm. Một tình huống mà Tiến Hải đã... Vẫn bóng nguy hiểm. Tiến Hướng rất này, Thanh Tiếp đưa bóng vào. Thế anh là người mở điểm cho các cầu thủ Dưỡng Sinh ở trong mùa giải năm nay. Bàn thắng đầu tiên mà các cầu thủ Dưỡng Sinh đã có được vào lưới của các cầu thủ Bốn Phương. Một tình huống mà Thành Nam. Căng ngang rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm của Minh Tùn. Rất hợp lý. Minh Tuấn có khoảng trống. Hải Hà. Khai. Cơi. Đây là Tiến Hướng. Dứt điểm. Nguy hiểm có bóng. Và dứt điểm rất căng của Tiến Hướng. Đường chuyền dài của Trung Kiên. Minh Tuấn. Rất hay. Không được. Quá khó hiểu cho Thành Nam. Tuấn Hiệp. Rất thoáng đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ Bốn Phương. Và người đã ghi bàn đó là Trung Kiên. Một mình Trung Kiên đối mặt với khung thành của thủ môn Văn Toàn. Thành Nam. Dứt điểm rất nguy hiểm. Pha dứt điểm rất căng.
Cơ hội. Minh Tùng, Tuấn Hiệp, đường chuyền hay, cơ hội, cơ chỉ cần một cái chạm nhẹ của Học Ngọc Hải thôi. Ngọc Hải được tăng ngang, cú đúp của Trung Kiên và người đã có pha căng ngang, có lẽ đó là Tuấn Hiệp. Tiến Hướng, Tiến Hướng với điểm cầu, pha bàn bật 1-2 giữa Thế Anh và Tiến Hướng. Người đang đứng trước bóng lúc này đó là Thành Tiệp, dứt điểm rất nguy hiểm. Bóng chỉ đi cao hơn so với khung thành của thủ môn Đức Quang mà thôi. Và đúng lúc này thì trọng tài Ngọc Tâm đã thổi còi khép lại trận đấu ở lượt trận thứ 3 giữa hai bóng Dương Sinh và Bốn Phương, một chiến thắng dành cho các thủ Bốn Phương.